Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, thì huấn luyện viên Park Hang-seo và vợ đã từ Hàn Quốc trở về Việt Nam. Và vào thời điểm đó thì đã có rất nhiều tranh cãi xoay quanh việc liệu ông có phải cách ly để phòng tránh những nguy cơ lây lan do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hay không. Và mới đây thì theo tiết lộ của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa trên trang cá nhân, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã quyết định tự giác cách ly 14 ngày. Cụ thể thì ông Park và vợ đã tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Ông hạn chế tiếp xúc với những người khác và chỉ sinh hoạt tại nhà riêng, được đặt trong khuôn viên của trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như trung tâm đào tạo trẻ. Ông Khoa chia sẻ rằng, thời buổi corona, huấn luyện viên Park cũng tự nguyện cách ly với những người còn lại. Ông hạn chế di chuyển và chụp hình với người khác, không tiếp xúc và chỉ khi bắt buộc thì mới thực hiện các công việc này. Vợ chồng ông và các trợ lý tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan y tế Hà Nội và hợp tác đầy đủ với mọi yêu cầu của họ, chỉ được di chuyển khi được phép của họ, mặc dù ông đang đếm từng ngày để được phép đi ra ngoài làm bao nhiêu kế hoạch. Bên cạnh đó thì vị trợ lý này cũng chia sẻ về những điều mà ông trao đổi với huấn luyện viên Park, rằng khi có người xin chụp ảnh thì ông Park sẽ làm như thế nào. Vị chiến lược gia này hài hước nói rằng chắc người ta còn chạy ra xa ấy chứ. Trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo cũng kể lại, hỏi ông đang tuân thủ đầy đủ quy định đấy chứ. Ông nói tao đang hợp tác đầy đủ thật, chứ không phải chỉ hình thức đâu nha. Hỏi đùa ông thế dạo này có ai xin chụp hình không? Ông cũng đùa lại, họ thấy tao họ chạy mất dép thì có ai chụp với tao đâu, hoan nghênh đại ca nha. Từ ngày trở về Việt Nam thì các phóng viên cũng chỉ ghi được những hình ảnh mà khi ông Park đi dạo quanh nhà hoặc tới nơi họp với lãnh đạo của VFF. Mong rằng trong thời gian tới thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể quay trở lại làm việc và cống hiến cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Mọi thông tin tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của SNews. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe SNews nhé.